Mấy cái len kia chụp à? Em 72 gram này. Mang cái đấy chỉnh đánh xấu rồi. Hơi bé nhỉ. Tỷ số bây giờ đang nghiêng về các thủ sinh viên Thành Thành với tỷ số là 2-0. Tuy nhiên thì thời điểm này các thủ Wow đang đứng trước quả đá phạt 9m. Sút vào. Vâng, như vậy là tỷ số trận đấu đã được rút ngắn. Vâng, tuy nhiên thì trọng tài đã các cầu thủ của các thủ Wow đã di chuyển vào sân vòng cấm sớm và trọng tài cho thực hiện lại quả penalty. Văn Quý không vào. Rất tiếc. Một tình huống penalty sút của Văn Quý. Ngay tình huống đầu anh đã hút vào, tuy nhiên thì trọng tài thực hiện cho thực hiện lại tình huống thứ hai thì anh đã sút quả bóng không được chính xác. Thủ môn Minh Hải của đội sinh viên Bình Thạnh đã có một tình huống đổ người xuất sắc. Tỷ số bây giờ vẫn đang là 2-0 nghiêng về thủ sinh viên Bình Thạnh. Các thủ sinh viên Bình Thạnh đã tấn công. Đúng nguy hiểm. Vào. Rất đẹp, một tình huống xử lý kỹ thuật cá nhân và đi bóng xuống sát đường biên ngang và anh đã có bàn thắng. Tỷ số bây giờ đã được nâng lên là 3-0 cho cầu thủ sinh viên Bình Thạnh. Cầu thủ vừa ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 là Văn Toàn. Vâng, chúng ta nghe đến Văn Toàn thế này nghĩ ngay đến Văn Toàn của Hoàng Anh Gia Lai. Asian Cup 2019 vừa diễn ra, giải đấu quy tụ 24 đội bóng áp dụng từ 6 bảng đấu và giải Gia Phú Cup cũng sau khi các nhà ban tổ chức được sang học tập kinh nghiệm từ các nước đồng chủ nhà UAE thì đã tổ chức giải đấu quy mô với 24 đội bóng, tổ chức 6 đội, 6 bảng đấu. Theo tương tự cách thức thi đấu của Asian Cup, cầu thủ Wow đã tấn công xuống đây, không được. Tiến trí. Vẫn. Cầu thủ Wow đã bàn thủ môn, xử lý rất đẹp. Vào. Như vậy đã có một tình huống xử lý rất đẹp của số 19 Quốc Cường sau một tình huống lừa bóng qua thủ môn và tỷ số bây giờ đã là 4-0 cho cầu thủ SV Bình Thạnh. 16 à 24 rồi vào phòng đá cấp cao. Cái bảng đấu cũng có lấy ra được bốn đội toàn lực về để phản công để phòng ngự. Nhưng tuy nhiên thì các thủ Hoa sẽ hết sức cảnh giác với những tình huống phản công cầu thủ SV Bình Thạnh. Với sức trẻ của mình, cầu thủ phản công rất nhanh. Vâng, như vậy là trọng tài đã chỉ tay vào chấm 9m. Trọng tài không cần phải sử dụng đến công nghệ va mà vẫn chỉ thẳng tay vào vì trọng tài đang đứng rất gần tình huống phạm lỗi của cầu thủ
SV Bình Thạnh. Nếu như đây là một bàn thắng, sút, vâng và trọng tài đã xác định là vào. Chúng tôi tưởng rằng như bóng rồi đã. Như vậy là tỷ số đã là 1-4 cho các cầu thủ Quang FC. Cảm ơn là người rút ngắn tỷ số. Trong khi đó thì các cầu thủ Quang FC đang tỏ ra rất là nôn nóng đưa bóng vào cuộc. Vẫn là Nam Huân, một tình huống chuyền rất đẹp. Không được. Chuyền đi. Không ra vào. Như vậy là tỷ số đã được rút ngắn xuống rồi. 2-4. Cầu thủ nâng tỷ số, rút ngắn tỷ số là Thành Danh. Vâng, chúng ta nghe đến Thành Danh thì có thể nghĩ ngay đến một tuyển thủ đã từng thi đấu tại V-League trong câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Một tình huống phối hợp rất đẹp của cầu thủ. Wow. Như vậy tỷ số bây giờ đã là 2-4. Văn Toàn, Thiện Chí đã cứu được bóng. Một thứ phải cấp nguy hiểm. Xuống đi, không vào. Một thứ mất bóng đất đẹp của Văn Phúc Sơn. Như chúng tôi đã nói, Thiên Chí, cầu thủ số 10 tiền đạo của đội SV Bình Thạnh có khả năng độc lập rất tốt. Một mình anh trong vòng vây của cầu thủ Hoa, tuy nhiên thì anh vẫn xử lý bóng và tung ra được một cú sút rất nguy hiểm được Thành Danh. Một tình huống qua bóng không được. Ba phản công. Sút được, không được, không sút. Sút đi. Vào, không vào. Bóng dường như đã trúng sang ngang bật ra. Một tình huống đá nối rất đẹp của cầu thủ số 10 Văn Toàn. Tuy nhiên thì Văn Toàn cũng như các cổ động viên và ban huấn luyện của các thủ qua tỏ ra rất tiếc nuối trong tình huống bóng vừa rồi. Bóng đã rơi sang ngang bật ra trong sự tiếc nuối của toàn bộ ban huấn luyện cũng như cầu thủ Wow. Cầu thủ Wow phản công. Không được. Một tình huống đánh gót rất đẹp của cầu thủ số 9 Văn Quý. Tuy nhiên thì đã không đi vào lưới. Nếu như đây là một bàn thắng thì cô cũng là một siêu phẩm. Trên sân bóng đá phủi 7 người thì chúng ta sẽ. Tuy nhiên thì thời điểm này thì Bình Định đã không còn được do đá ở hạng nhất, cho nên là không còn sản sinh ra được những danh thủ. Một tình huống làm tương. Không được. Một tình huống là chân ngay rất nhanh của số 11 Đình Hoàng. Tuy nhiên thì bóng đã không được đi vào lưới. Vâng. Một tình huống nguy hiểm phản công. 3-1. Một tình huống 3-1. Xin đi. Không được. Vâng. Một tình huống 3-1. Tuy nhiên thì đã có tình huống can thiệp rất kịp thời của đội trưởng số 7 Ngọc Trưng của bên phía Wow. Nếu như Ngọc Trưng không kịp đưa cái chân ra thì tỷ số đó là 5-2. Đốt vào. Một tình huống rất đẹp. Vâng. Một ngay sau khi một tình huống đá bật góc thì Nam Huân đã. Một tình huống đá chúng ta chỉ nhìn thấy ở trong những sân bóng ở ngoại hạng Anh. Một tình huống vẩy mang ngoài rất đẹp. Bóng bay vào lưới cầu thủ bất lực của thủ môn Minh Hải. Như vậy thì tỷ số trận đấu đây rút ngắn xuống còn 3-4. Bóng vẫn còn. Thành Danh chậm mất rồi. Các cầu thủ SV Bình Thạnh đã trở về phòng ngự. Văn Toàn xuống ngay. Không được. Vâng. Minh Hải vẫn tỏ ra chắc tay trong tình huống vừa rồi. Góc cho cầu thủ SV Bình Thạnh là Đình Thạch. Vâng, lại một tình huống đấm bóng của Phước Sơn. Tuy nhiên thì vẫn còn một thước. Những tình huống bóng của Phúc Sơn vừa rồi chúng ta chỉ có thấy ở DGA và Văn Lâm. Những tình huống bay người rất đẹp, tưởng chừng những bóng đã nằm gọn trong gôn. Tuy nhiên thì Phúc Sơn bay người cản phá những tình huống không tưởng. Tốt quá em ơi. Ngọc Trưng. Một tình huống nguy hiểm. Một tình huống sút bằng lòng trong chân trái rất đẹp của đội trưởng Ngọc Trưng. Tuy nhiên thì thủ môn Minh Hải rất cảnh giác trong tình huống vừa rồi. Anh bay người cản phá một rất đẹp, cứu thua cho đội SV Bình Thạnh. Tỷ số bây giờ vẫn đang là 4-3 nghiêng về cầu thủ SV Bình Thạnh.
các cầu thủ FV Bình Thạnh đứng trước một quả đá phạt. Thủ môn Phước Sơn đang tỏ ra rất tập trung cho pha bóng này. Châu Tây, một tình huống đá bóng vẫn còn Thiên Chí, sút không vào, không được. Hoan hô thủ môn Phước Sơn, có những tình huống đổ người cản phá đất là dũng mãnh, và nếu như không có sự truy cản của Phước Sơn thì tỷ số bây giờ đã không còn phải là 4-3. Nam Huân, Ngọc Trưng, Văn Toàn, Sư Tông, vào. Vâng, như vậy là tỷ số đã là 4-0. Một tình huống có thể nói là may mắn của các thủ môn khi cú sút của Văn Toàn đã đập trúng lưng của hậu vệ các thủ FV Bình Thạnh, đổi hướng làm bó tay thủ môn Minh Hải. Tỷ số bây giờ đã là 4-4. Vâng, trận đấu khai mạc cho nên là không bất kỳ một đội bóng nào muốn thua. Wow, đã bắt được bài và huấn luyện viên đã có những sự điều chỉnh về nhân sự để ngăn chặn. Vẫn còn Suy vào. Vâng, như vậy là tỷ số đã được nâng lên là 5-4. Cầu thủ vào thân sân tay người, cầu thủ vào Quốc Cường đã nâng tỷ số lên là 5-4. Một trận đấu nỗ lực hay cống hiến cho khán giả những pha bóng đôi công. Với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình thì các cầu thủ Wow đã không bị lung lay ý chí, và đã hiệp hai dường như họ đã bị khớp sau những sự điều chỉnh rất kịp thời của huấn luyện viên Bùi Văn Dũng. Chứ đi không được vào, vẫn là vẫn có tỷ số bàn cân bằng tỷ số cho các cầu thủ FV Bình Thạnh. Tưởng như Phước Sơn đã có một tình huống phản xạ rất tuyệt vời để cứu thua, tuy nhiên thì tình huống băng vào rút ngắn sút một của cầu thủ số 2, số 20 Tùng Sơn, và đều là những người thành danh thủ môn Phước Sơn. Vâng, tạo đến sút Phước Sơn. Vâng, đúng lúc này trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa cầu thủ FV Bình Thạnh cũng như cầu thủ Wow. Tỷ số là 5-0.